Hello, xin chào quý cô chú anh chị nha. Lại là Phương đây. Hôm nay Phương xin chia sẻ với quý cô chú anh chị điểm bán sầu riêng mới nha. Ở đây là địa chỉ 60F đường Hòa Bình, phường 5, quận 11 nha cô chú anh chị. Ở đối diện với cổng của Đầm Sen á cô chú anh chị. Đây, hiện tại thì thấy rất là nhiều sầu riêng khách vô mua nè, rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Bây giờ là khoảng hơn 5 giờ chiều nha. Thấy cái chỗ này bán sầu riêng nhiều quá cả nhà, chất đóng đóng luôn. Phương tới Phương quay thử cho cô chú anh chị xem nha. Rồi. Đây, để vô hỏi coi bán nhiêu ký nha cả nhà. Sầu riêng đang vô mùa ở Sài Gòn nên rất là nhiều chỗ bán sầu riêng. Đây, sầu riêng để rất là nhiều luôn nè cô chú nha. Đây có cặp tới mùa nè. Còn cái trái này bự ghê luôn á. Cái trái này to ghê luôn, trái này chắc 6-7 kg quá. Bao ăn. Riêng đây bán 100.000 ký nha cả nhà, bao ăn. Trái đó nhiêu chị? Nhiều muối quá ha, năm học luôn á, quá trời luôn, dạ không luôn cả nhà, quá trời sầu riêng luôn. Này, sầu riêng đang vô mùa, thấy chạy đi đâu cũng thấy chỗ nào cũng bán sầu riêng chất đóng đóng luôn. Đang lựa sầu riêng cho khách cả nhà.
học luôn hả? Bốn nó nhỏ nhỏ vậy chứ nó bốn nó học đều luôn. Gần 7 gần 8 lạng cơm luôn. Con nhiêu đây không? Con trăm mấy, 180. 180.000 8 lạng luôn hay không? Ừ, 8 lạng. Chị không có khu cơm bán hả? Ở đây bán cơm ớt bao ớt lắm. Ờ. 2,9 kg. Ở ngoài này sầu riêng 80.000 ký mà chưa có chín nha cả nhà. 80.000 thì nó rẻ hơn trong này 100.000. 80.000 thì nó có 3 học à. Còn đây 100.000 thì nó khoảng 4 năm học trở lên không. Này chín sẵn rồi. Này chưa chín khoảng 3 ngày nữa mới chín. Để ra luôn này. Ui, khui bỏ hộp luôn. Hộp luôn không? 2,9 kg nè. Ở bên trời. Rồi, khui đây. Rồi, tới 4 năm học. Sầu riêng hay gì kìa. Đến là anh trai. Em gửi anh. Nhiều lắm, trong này còn chín nhiều lắm. Cái này chỉ bán cả đêm luôn nha cả nhà. Tới đây 11 giờ vẫn có vẫn còn bán luôn nha. Dạ em coi ra trái khác vô hộp cho anh nha. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. 3,1 kg. Anh lấy trái khoảng mấy ký anh trai? 2 ký. Trái này chắc hơn 2 ký rồi. Trái này đâu? 2,6 kg. Ăn liền luôn. 2,6 kg, 260. 260 anh. Hả? 260. Cái hộp luôn ha. Rồi. Ngày 6 cơ nha. Ui coi ngon cơ nha. Có thể gì. Lúc đầu ra thằng kia. Lúc đầu ra đây. Lúc ra đây tôi cho mày cái đầu mày luôn. Tối rồi cả nhà, giờ gần 7 giờ tối rồi. À, ở đây mở đèn bán luôn nên quay hơi chói, cô chú anh chị thông cảm nha. Để luôn, để hộp đó luôn. Rồi qua qua. Ông cho nhỏ hả? Cho ổng hả? Thank you.
Tết tết sầu riêng to nãy Phương quay nè cô chú anh chị. Tết sầu riêng khổng lồ. Trời ơi 10 kg. 10 kg 2. Ừ 10 kg 2 luôn á. Trời ơi mới thấy trái sầu riêng to kinh luôn đó nha. 80 đi. 800 ngàn. 800 ngàn. Trời ơi người dân lao động ai dám ăn. Mấy trái này khó bán lắm. Đúng rồi. Khó là nhỏ nhỏ. Trái này tới 800 lần trái sầu riêng 10 kg mới thấy nữa nha. 10 kg 2 luôn em. Trời ơi. Trời ơi. Còn nữa, còn hàng to nữa kìa. Kìa, nó phải một cái nó nhóc rồi. Ờ, mà chắc mấy trái kia không bằng trái này đâu. Không biết kìa, nó đứng. Ôi, ôi. Rồi, no, no, no. Để mẹ sợ lắm. Trái này đều 6 học luôn ha, 5 6 học luôn á. Mà đều luôn á. Ờ, đều luôn á. Nó đều thiệt chứ. Ai mà chịu chơi mua trái này. Thiệt á. Trái này còn bán cơm nữa. Cái này chắc bán cô bán cơm quá. Em ơi cái này làm sao để hộp hết. Có vậy. Trời ơi nguyên một cái hộp của nó nè. Một cái hộp của nó như mấy bao nhiêu. Dài luôn nè. To ghê. Làm sao hộp này đựng cái. Hộp lẫn hộp luôn á. Cái sầu riêng 10 kg 2 cả nhà mới thấy luôn cả nha. Sầu riêng 10 kg 2. Cũng là. Kinh cũng muốn mệt với nó luôn á. 10 kg 2 ghê thiệt. Tới rồi 10 kg 2. Khách tới kìa. Đang lựa sầu riêng trái nào chín để ra riêng đó nha. Để cho dễ bán. Ở trong đây có chín có sống chứ không phải là chín hết nha. Mới về nó chưa chín. Thì cái trái. Trái sầu riêng khổng lồ luôn 10 kg. Hơn 10 kg. 80 ngàn ký, hơn 10 ký là hơn 800. Này chị chơi mua tới đó về mua ra ăn thử coi sao. Anh chờ anh vô anh mua coi chú chị. Trái đó tròn á, ngon. Coi coi đủ 5 học không. Dạ, trái này à. Dạ, hộp luôn anh. Cái này hơn ký đó. Hơn ký luôn. Cái quạt nó xây ra để bài. Vỏ nó mỏng. Vỏ nó mỏng nó thấy đồ cơm nó nhiều. Học nào bự chẳng luôn, muối bự ghê luôn cả nhà. Không hết đâu, hai hộp biết hết đâu. Ở bên đây còn tới 2 3 hộp nữa nè. Mua mấy cái bự vậy ăn mới đáng. Nhỏ nhỏ nhiều khi nó không ít muối quá cô không à, sao không nhìn đỡ nè cô chú chị. Trời ơi mấy cái trái mà 10 ký mấy đó hộp nào để hết đi. Chắc bả nhỏ ra hai quá đó lọc còn bán gì đâu kia cũng là hiếm cỡ bằng người kia cũng là hiếm chị mới canh được 10 ký 2 luôn đó canh thử 10 ký 2 luôn quá trời chứ thằng em trời đã thái đó là ngon lắm đó như đó hàng thái nó còn mắc hơn hàng sao đi gì nữa nè cái đó thái hay gì thái. Ờ đúng rồi. Thái nó mới bự vậy á chứ sao rì nó không có trái nó không có bự vậy đâu. Ừ sao khi nó tròn tròn vậy nè. Thì nó cũng bự mà nó bự nó hư. Mà nghe nói hàng Thái khó khui lắm á. Hàng Thái khó khui hơn này nhiều. Này nó có cái đường sẵn còn Thái nó đâu có đường. Đâu có đường đâu mình mới gọt nó luôn á.